con không nhận mẹ phải gọi bố cầm giấy khai sinh lên chuộc con. Chuyện là mẹ cùng cậu trở thanh niên này về ngoại chơi nhưng cu cháu khóc lóc không chịu đi. Người đi đường thấy khóc quá hỏi sao con khóc thì không nói. Thấy nghi nghi hỏi, phải mẹ con không? Thì cu cậu nhanh mồm mếu máo, dạ không. Mặc cho mẹ thanh minh ông cháu vẫn, không phải mẹ con. Bất lực, mẹ phải gọi bố mang giấy khai sinh từ nhà ra, chuộc con. Quả này về thì ông cháu cứ nằm sẵn lên giường chờ mẹ vào du. Khi ai đó hỏi tôi có muốn đẻ thêm đứa nữa không? Cậu, cháu em thật mà. Giao diện của anh thế kia thì tôi tin những điều anh nói là sai sự thật. À đâu? Khúc này chờ bố mang giấy khai sinh ra. Thấy giống chú công an quá nè. Ba bồng thì im đi nha, không cho mẹ bồng luôn. Mà tui là người thương nó nhất. Lỡ mà bị dân đánh thì chị em tui sẽ ra sao trời. Và đây là tâm thư của cháu. Ước gì bố lấy mẹ khác, mẹ này ghê lắm. Xin vĩnh biệt cụ. Nếu ông bố cũng lên bảo ơ không phải vợ tôi thì bà vợ chắc hộc máu. Chuyện này thì 30 năm sau ăn cơm vẫn kể, tạm thế đã. Nếu là tao thì lên nhận đứa con, bảo đứa vợ không quen. Ủa? Gì vậy? Con em, bố mẹ đang đi đèo xe đạp điện, đến công viên nó nói to, thả tôi ra. Nani? Về nhà cháu nó sẽ biết thế nào là cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Về nhà mẹ con đóng cửa lại nhận nhau, mong là bà mẹ giơ cao đánh khẽ. Em bé Kiểu, tính nhờ chú công an đổi mẹ khác hiền hơn mà về lại lãi trận đòn. Người dân và công an tinh thần cảnh giác cao, đáng khen quá. Mẹ sau khi về nhà. Con sóc nhà tao hồi hơn 2 tuổi mới tập tuệ nói. Xem Barbie bác giải cứu trẻ em nhiều quá. Tao bế nó ra đường chơi. Nó đòi mua kẹo tao không cho nó mua. Nó khóc thét lên giữa đường. Cứu với, ai cứu với, cứu cháu với. Cả đường nhìn tao với bố nó như bọn bắt cóc trẻ em. May mà cái mặt nó với bố nó y chang nhau nên người ta mới tin là bố mẹ nó. Bọn trẻ con này cũng giỏi diễn lắm. Con tao 3 tuổi, hôm đón nó muộn nửa tiếng. Cô giáo cho nó xuống lớp trông trẻ muộn. Đến khi tao đến đón, cô trông muộn hỏi, con tên gì, lớp nào mẹ? Tao đọc tên, tuổi, lớp, nhìn quanh lớp gọi chán mồm nó dội tao vì đón nó muộn. Nó không thèm thưa luôn. Đến khi tao vào góc lớp thấy nó ngồi bẹt trong đấy. Xong cô giáo hỏi nó, đây phải mẹ con không? Con gái tao làm ngay câu, không, bực hết người. Xong tao giả vờ quay đi, nói là, thế không phải thôi, mẹ về đây, bông ở lại nhá. Ối rồi, nó ngoặc mồm ra khóc, chạy ra ôm chân tao gọi mẹ ơi, bông về nhà cơ, bông đùa mẹ mà. Có một đợt ở vùng tao lũ lụt, chồng tao chèo ghe chở cho hai mẹ con đi chợ cho biết cảnh chợ lũ. Ra đến nơi tao sợ con tao nó nghịch nước là đi đâu tao cũng cầm tay. Thế là nó không chịu khóc la làm kêu cứu, cứu với, may có mấy người nhận ra tao làm dâu ở đây chứ không cũng gọi công an bắt tao luôn rồi. Đăng ký kết hôn chỉ sau một tuần quen biết, cô gái hạnh phúc vì được chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng. Cuộc sống bây giờ quan trọng gì tiền bạc và nhan sắc, miễn đừng nghèo và đừng xấu là được. 30 chưa phải là Tết, nhưng theo tính toán thì phải 9 năm nữa. Người Việt mới có cái 30 Tết tiếp theo, nên cứ thư thả đi, trời đất và cả lịch âm cũng đang ủng hộ đấy. Sơn Tùng MTP thành lập công ty MTP Entertainment với vốn điều lệ 3 tỷ đồng và giữ chức danh chủ tịch. Hiếu thứ hai lập công ty Gớt Nam vốn điều lệ 9 tỷ đồng và giữ chức giám đốc. Wow! Thế
còn người anh sinh năm 97 quê thành Thới A Bến Tre của tao thì sao? Sách tổng tài thì cũng đang có ý định mở nhà máy sản xuất 3 con sói mang thương hiệu G97 với slogan Ba không bao giờ bỏ con, 4 điều lệ 5 triệu. Oh my god! Sai nhé, tổng tài là anh J97 của tao nhé. Có nhé chưa? Lần này anh tự làm bánh cho kỷ niệm của bọn mình luôn đó. Xịn dậy. Anh suýt nhất 3 lần mới làm xong. Wow. Hà ăn nóng chứ lạnh thấy ghê. Hai trái thận xếp, tao vô phúc khi mọc trên người của mày. Anh thật là người mang đầy trung tình nhất mà em từng gặp. Oh my god. Thận đã xem và đánh giá. Anh giữ một mình anh ăn đi nha, không cần ship cho em đâu. Ông anh này vừa làm người yêu khóc loạn cả máy bay lên vì cô ấy hỏi nếu em biến thành cái bô anh có yêu em không, và ông ấy đã bảo là không. Rô mà bảo có thì nó lại bảo hóa ra là anh yêu cái bô hơn yêu tôi. Anh sẽ là cục kít để vừa lòng bô. Wow. Đó là lúc Rô nhận ra mình cần thay cái bô mới. Cách ông dỗ người yêu. Đi đâu mà tới giờ này chưa về, gọi mãi không được, tôi khóa cửa cho ngủ ngoài đường nha. Anh đây, chiều nay anh nhận lương 30 củ, tối nay 10 giờ anh về được không? À dạ, vậy để em chờ cửa, anh chơi vui vẻ nhé, thương anh nhiều. What the hell? Vợ tôi bảo chuyển cho vợ 29.900.000 rồi chồng đi đến sáng mai cũng được. Huy Phan, tôi từng khóc nức nở và nhớ ra giết Thái Công khi anh ấy đi công tác, dù chỉ xa nhau có một ngày. What the hell? Sau này đặt tên con là Thái Dúi luôn. Wow. Rút ra một cái he, gạch không? Ôi trời ơi! Chắc lúc đi công tác bé Thái Công khóa thẻ phụ rồi. Thái Công là thông cái. Bộ phim của Tây Ban Nha chính thức hết phim ở tập 1909 sau 7 năm phát sóng tại Việt Nam. Bắt đầu. Chiếu phim 7 năm không ai biết, hết phim một cái cả nước hay, tao lần đầu nghe tên phim này nha. Phim Cô Dâu 8 tuổi, phải gọi phim này bằng điện thoại. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.